này đồ đò rồi hay đây là mình từ sấy à? À đầu tiên. Má ăn vần to bên trường này. Còn nếu bắt đầu sáng nay là cháu phi cho ăn cơm trộn à? Rồi chất sạch. Mình lấy tròn thẳng thôi. Thank you.
thôi. Mềm quá mới. Tắm mấy con đấy mòn còn nặng to cho bên cả nên bên nữa gà nó dày.